Xin chào tất cả anh em, hôm nay mình giới thiệu với anh em một cái cách sạc điện thoại rất là đơn giản, chỉ gồm hai viên pin mắc nối tiếp với nhau, ra một cái cổng để chờ sạc và cắm điện thoại vào là nó sạc liền nha. Bây giờ mình nói là mình cắm vào cho anh em xem nha, anh em theo dõi nè, nó đã sạc 78%, nó bảo đã sạc 78% rồi anh em nha. À, 78% của cái iPhone này rồi anh em này. Đó, mình chịu lại cho anh em xem này. Đó. Đang sạc 78%. Đó, rất là tiện lợi. Anh em thấy đơn giản không? Bây giờ mình nhả ra nha. Rồi, nó ngắt sạc rồi đó ha. Bây giờ mình cắm lại nha, anh em chú ý nó bảo sạc nha, nó đã sạc 78% nha, rất nhanh, nó thay đổi rất là nhanh nha. Bây giờ mình sẽ tiến hành thử một cái điện thoại khác xem sao anh em nha. Giờ mình cắm cái điện thoại Docomo Samsung này xem sao nha. Rồi, cũng là bảo sạc anh em nha, 97%. À, đáng sạc 97% này, pin này nó cũng sắp đầy rồi anh em ha. Đó, nó bảo đây nè 97% anh em. Anh em thấy đơn giản không? Bây giờ mình sẽ tìm cách để cho anh em thấy cái dòng sạc nó ăn bao nhiêu nha anh em. Mình sẽ cắm vào cái đồng hồ đó mình tự chế này anh em này, mình sẽ cắm cái này vào đây bật cho nó ăn dòng ha, rồi sau đó mình sẽ cắm cái này vào, nó đang đo được hai viên pin này là 4.9V và mình cắm vào đây để xem nó sạc dòng bao nhiêu. Đó, dòng sạc bây giờ là 0.35A vôn, bây giờ là 4.8V anh em này, thấy ăn rõ ràng không, rất là hay luôn á. Nó chỉ đơn giản vậy thôi ha. Điện bây giờ 5V này mình truyền qua đây, sau đó sạc cái này để đo được cái dòng của nó nha. Bây giờ mình không có dùng cái điện thoại này nữa và mình sẽ đo cái iPhone xem sao nha. iPhone hồi nãy đó, nó đang sạc 78% và dòng sạc bây giờ là 0.50. Anh em thấy nó ăn dòng khí thế không? Rất là đơn giản. Đây là một cái liệu pháp rất là đơn giản để sạc pin mà không cần bo sạc gì cả nha. Bây giờ tại sao mà mình giải thích có thể sạc được anh em nha. Để hiểu được cái này thì cũng rất là đơn giản, nó gồm hai cục pin 18650, pin ion lithium này là bình thường quân là 3.8V, còn đây là pin nickel. Pin nickel này bình quân của nó là 1.2V, cho nên hai cái này cộng lại bình quân là 5V anh em nha. Để mình đo cho anh em thấy là mình nói có đúng không nha. Mình đo cục màu đỏ này là hiện tại là 3.6V này. Đó. Còn mình đo cái cục mà pin nickel lithium trung bình là 1.2 thì bây giờ nó bao nhiêu nha. Là bây giờ nó là 1.5. Hai cái này cộng lại thì tầm là 5V anh em nha. Đó, hai đầu thì xem là 5V này. Đó, 5V nha. Và nhờ vậy mà khi mình cắm cái thiết bị vào đây là nó sẽ sạc. Bây giờ mình không có cắm điện thoại nhưng mà mình cắm cái sạc dự phòng xem nó có tác dụng không nha. Để anh em có thể hình dung nó rộng rãi, thoải mái. Đó, vẫn có tác dụng này. Đèn vẫn bảo sạc 0.40A. Đang chụp như vậy là gần đây anh em á. Và có thể nói là vừa cắm sạc vừa cắm cái điện thoại xem nó có chịu nổi không anh em nha. Bây giờ mình cắm luôn cái bên này nha. Nó có hai cổng mà. Đó anh em thấy này, 1A này này. Vừa sạc điện thoại nhé, vừa sạc điện thoại, vừa sạc pin dự phòng vẫn ăn được 1A. Vốn bây giờ nó áp xuống là 4.6V. Nó giảm xuống rồi này.
Bây giờ anh em muốn cái này bền lâu thì anh em cấu nhiều viên pin song song lại với nhau nha. Pin nickel này 1.2V là anh em cấu 4 cục, còn pin 18650 lấy từ laptop cũ anh em cấu 4 cục. Tất cả những thứ đó, hai cùng nó các anh em mắc nối tiếp với nhau là thành 5V. Ý như vậy nha, là sẽ làm được một cái hệ thống sạc rất là thoải mái nha. Rồi bây giờ mình thảo ra cả là tất cả đều về không 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 này. Không còn gì nữa. Năng lượng cục pin này truyền vào đây, đấy chỉ là một cái đồng hồ đó mà mình tự chế thôi anh em. Anh em có thể xem ở trong cái kênh của mình có một video giới thiệu cách làm cái hộp này nha, cụ thể chi tiết luôn. Dưới này là pin pin để nuôi cho cái đồng hồ, đây là cái công tắc để hạn chế khi sử dụng thì mình bật lên mà không sử dụng thì tắt đi để tiết kiệm cái pin pin điện thoại này nha. Nó có thể đo được vôn anh em nha, và đo được dòng luôn. Hồi nãy mình đo vôn này, bây giờ mình đo vôn là anh em này, kẹp hai đầu của pin pin thì nó có 4.9V, rất là đơn giản nha. Bây giờ với cái cách làm như thế này thì anh em có thể thắc mắc là làm sao mà sạc cho cái cục này khi mà nó hết pin. Thì quá đơn giản, khi nào mà hết pin anh em chỉ cần lấy một cái cục sạc điện thoại cắm vào điện 220 và lấy một sợi dây sạc, cắt ra sợi dây đỏ và sợi dây đen, hàng vào đúng hai cái đầu này, màu đỏ hàng vô màu đỏ, màu đen hàng vô màu đen, vậy là xong. Như vậy là điện 5V từ đây nó sẽ truyền qua đây lại, và khi nào mà nó sạc đây là nó tự cân bằng chứ không cần phải ngắt ra anh em nhé. Pin này mà hết còn khoảng 4V ví dụ như vậy thì điện 5V này nó sẽ tự sạc vào. Đó là một phương pháp truyền năng lượng từ đây qua đây rất là đơn giản, không cần gì mà phức tạp hết. Nhưng mà là hôm nay mình đã giới thiệu cho anh em một cái phương án rất là hay, rất là đơn giản, ai cũng có thể làm được. Trong cái phương án mà cấp bách nhất là không cần điện, cúp điện, thì anh em làm cái này sẽ là rất là phù hợp luôn ha. Rồi mình sẽ tiếp tục cắm qua cái cổng khác nha, 0.37, đèn vẫn sạc tốt nha anh em. Thôi mình xin dừng video ở đây nha, xin chúc anh em làm được giống như mình, rất là đơn giản và thực hành rất dễ dàng thôi nha. Xin anh em một like một subscribe để ủng hộ kênh có cơ hội phát triển dài lâu nha. Chân thành cảm ơn tất cả anh em và hẹn gặp lại.